Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Bom nổ ở Bangkok, ít nhất 16 người chết, 80 người bị thương. Số thương vong trong tai nạn giao thông ở Hoa Kỳ tăng vọt. Khánh Hòa, 28 năm tù cho nhóm công an huyện ăn chặn trầm hương. Sau đây là phần tin chi tiết. Một vụ nổ lớn ở ngã tư ngay trung tâm thủ đô Bangkok vào giờ tan sở hôm thứ Hai đã làm thiệt mạng ít nhất 16 người và làm khoảng 80 người khác bị thương. Giới chức an ninh cũng cho hay họ tìm thấy quả bơm thứ nhì và tháo gỡ ngồi nổ an toàn. Trong số những người bị thương có cả người ngoại quốc. Vụ nổ xảy ra ở ngã tư Jai vốn là nơi tập trung biểu tình của các nhóm chính trị những năm gần đây. Nơi nổ bom cũng ở ngay trước đền Irawan, một đền thờ của người theo đạo Hindu nhưng cũng thường được người dân Thái Lan và du khách lui tới. Thủ đô Bangkok được coi là tương đối yên tĩnh kể từ sau khi có cuộc đảo chánh của quân đội lật đổ một chính quyền dân sự hồi tháng 5 năm ngoái, sau mấy tháng trời có biểu tình bạo động chống chính quyền trước đó. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây đã có các căng thẳng chính trị và hội đồng quân nhân cai trị Thái Lan cho biết rõ ràng là sẽ không tổ chức bầu cử lại cho tới năm 2017 và muốn có một bản hiến pháp mới để cho phép họ duy trì tình trạng khẩn trương để cai trị quốc gia mà không cần tới việc bầu lên một chính phủ mới các vụ nổ xe bơm vẫn thường xảy ra ở miền Nam Thái Lan, nơi có các cuộc nổi dậy của thành phần phiến quân Hồi giáo đòi tự trị. Tuy nhiên, điều này chưa hề xảy ra ngay ở Bangkok. Số người thiệt mạng trong các tai nạn giao thông tăng 14% trong 6 tháng đầu năm nay tại Hoa Kỳ và số người bị thương đã tăng hơn 30% theo các dữ kiện do Hội đồng An toàn Quốc gia cung cấp mới đây. Tình hình kinh tế cải thiện và giá xăng hạ đã khuyến khích thêm người dân Hoa Kỳ lái xe đi nhiều hơn. Tuy nhiên, đây không phải là những lý do hoàn toàn giải thích được sự gia tăng trong số thương vong. Theo Hội đồng An toàn Quốc gia thì có 19.000 người trên khắp Hoa Kỳ thiệt mạng trong các tai nạn giao thông tính từ đầu năm tới tháng 6 vừa qua và các con số này chưa kể tới 2 tháng thường có mức tử vong cao nhất là tháng 6 và tháng 8. Nếu chiều hướng này vẫn tiếp tục, thì tổng số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong năm nay có thể vượt quá mức 40.000, lần đầu tiên kể từ năm 2007 tới nay. Theo Bộ Giao thông, hồi tháng 7, thì mức độ lái xe trên toàn quốc đã gia tăng đều đặn trong 15 tháng qua. Người dân Hoa Kỳ lái khoảng 1.26 triệu ngàn miles, tức là khoảng hơn 2.000 triệu km trong 5 tháng đầu tiên của năm 2015, vượt quá kỷ lục trước đó là 1.23 ngàn triệu hồi tháng 5 năm 2007. Một số lý do khác mà hội đồng đưa ra là nhiều tiểu bang nay đang gia tăng vận tốc lưu thông trên xa lộ và nhiều người vừa lái xe vừa gọi điện thoại hay gửi text. Hội đồng ước lượng là có tới 25% các vụ tai nạn có liên hệ đến việc sử dụng điện thoại di động dù liên tục kêu an, khẳng định không tham gia việc ăn chặn trầm kỳ của người dân để ăn chia 4.3 tỷ đồng, song trưởng công an huyện Khánh Sơn và đồng bọn vẫn bị buộc tội. Theo báo VN Express loan thì ngày 17 tháng 8, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trung, trưởng công an huyện Khánh Sơn, 9 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ở tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thì ông Nguyễn Hồng Hà, đội trưởng cảnh sát giao thông và ông Vũ Anh Trung, đội trưởng cảnh sát kinh tế môi trường cùng bị mức án là 5 năm 6 tháng tù. Ông Trần Lệ Kiên, đội phó cảnh sát thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp, án 5 năm tù và ông Luân Văn Nam, án 2 năm 6 tháng tù. Tại tòa thì ông Trung một mực phủ nhận ăn chặn tiền kỳ trầm của người dân và liên tục kêu oan. Tuy nhiên, tòa cho rằng tất cả các lời khai của nhân chứng cũng như quá trình điều tra cho thấy ông Trung phạm tội như cáo buộc của Viện Kiểm sát. Theo hồ sơ vụ án, thì vào tháng 9 năm 2012, hàng ngàn người đã kéo về rừng gập ngà ở huyện Thánh Sơn để đào trầm gây mất an ninh trật tự. Ủy ban huyện đã thành lập đội liên ngành do công an huyện làm chủ lực để ngăn chặn dòng người đổ về. Tuy nhiên, một số thành viên của đội liên ngành lại làm ngơ cho phu trầm khai thác, thỏa thuận ăn chia 50-50 nếu đào được trầm hương. Cuối tháng đó, thì có một nhóm người đào được một ký rưỡi trầm hương, nên các thành viên trong đội tới lấy đem bán, hứa là sẽ chia đôi. Nhiều ngày sau, phu trầm không nhận được tiền, nên đã làm đơn tố cáo ba công an là ông Hồ Anh Trung, ông Hồng Hà và ông Kiên. Sau đó thì công an tỉnh Khánh Hòa điều tra và ngày 4 tháng 4 năm 2013 đã bắt giam ba công an này, đồng thời mở rộng điều tra đến ông Nguyễn Thành Trung và tài xế Luân Văn Nam. Vừa rồi là bản tin trưa ngày thứ hai, 17 tháng 8 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.